với kênh HV Channel. Hôm nay Hoàng Vũ Center sẽ thực hiện video hướng dẫn tháo lắp và sửa chữa The New MacBook 12 inch màu gray nói riêng và các màu gold màu hồng đời 2015-2016 của hãng Táo Khiết nói chung. Thì quy trình chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ tháo rời các ốc đít. Rồi sau đây là nó dùng ốc ngũ giác giống như các MacBook E, MacBook Pro Retina thì chúng ta dùng cái tool công cụ như nhau. Sau đó các bạn chú ý tới hai vấn đề. Thứ nhất là hai ngàm bên trái và bên phải. Thì khi các bạn dòm thấy thì Hoàng Vũ Center có dùng cái thiết bị và cái nạy để mình nạy ra hai cái vị trí này. Sau khi mà chúng ta tháo rời hai vị trí này ra thì Hoàng Vũ Center có dùng cái tool, cái vít chỉ vào những vị trí mà Hoàng Vũ Center còn phải tháo cáp. Các bạn chú ý những cái cáp này chúng ta tháo ra một cách nhẹ nhàng là chúng ta có thể thành công việc tháo lắp cái chiếc MacBook 12 inch này của hãng Táo Khiết. Sau khi các bạn có thể tháo ra được như thế này thì các bạn có thể thay pin, thay loại chuột, thay cụm màn hình, thay bàn phím, thay lo, vân vân, hoặc là sửa chữa các ban bệnh đơn giản như chạm, vân vân. Hoàng Vũ Center chúc các bạn xem video và có kiến thức cơ bản về quá trình mà sửa chữa hoặc bảo trì các dòng máy The New MacBook 12 inch của Apple một cách chuyên nghiệp. Chúc các bạn thành công.